Etiga. Gần như năm nào chú cũng sang này chú mua phân thuốc bảo vệ thực vật bên này à? Năm đi lần, xài cho cả năm à? Điện máy xanh về siêu thị ở đâu nhỉ? Siêu thị á? Bắt hoa xanh kìa. Điện máy xanh bắt hoa xanh. Bây giờ cuộc sống nó tiện lợi chứ, ngày bây giờ nó bắt hóa xanh siêu thị nó về tận nơi. Ở đây có cái móc này chứ à. Không, cái gì EK không có chứ, không có EK, không có đâu. Buôn Hồ thì có đấy. Buôn Hồ có cái đợt trước nó định vào E to nó mở mà sao tự nhiên không thấy. Bắt hồ sân điểm máy sân thấy chưa, trùng bích đào đây ngay trước mặt đây à? trên chỗ có thông phi à. Chắc là lâu lắm rồi nhỉ, bí đào này rộng ghê nhỉ. Thằng này sao? Bí đào bên này mà cô bên kia. Nó chiếm hết bên này rồi. Chắc có chứ, từ. Vua này đẹp là cái gói chứ không phải là trái. Chai à? Chai luôn à? Ừ. Mua này đẹp. Đó mình mua cái này nè. Vegan mà. Vegan. Vegan phúc thì sau đó. Cái mua này đẹp. Cái bài đó. Được sót mà thành một gian kiến đỏ như đi hết. Một chai này là phun 2 phi à? Vâng. Một chai này bao nhiêu tiền anh? 180 à? Phun bình thì 20 bình, 9000 bình thôi. Tính ra là 90.000 một phi à? 10 bình à? 20 bình. Tay 20 bình. Chúng ơi, cái thằng vua đầy đẹp là bao tiền trái? 6. Vua đầy đẹp á? 90.000. 90.000 một phi đúng không? Hay là một... 90.000 một phi. Được một phi. Thì chắc như thằng này. Thằng này cũng 90.000. Vua đầy đẹp đấy là hiệu quả đấy. Với lại... Thằng đại bàng lửa này bao tiền trái anh? Là cũng đầy đẹp, thằng này nhạy nhạy lắm. Nhện không chết được. Thằng nhện thì thằng đây này, thằng đây là đặc trị nhện này. Thằng này phải cộng thêm này. Nếu mà xịt nhện nó là phải cộng thằng hai thằng này, hai thằng này cả đầy xanh thì nó mới chết được. Cái nhện nó khó lắm, nó bởi vì nó có con giáp sát này, nó phải có chuyên thuốc của nó thì mới diệt được. Thằng nhện trồng luôn à? Vâng, thằng nhện này bao nhiêu tiền trai? Nhớ trai nhận bao nhiêu? 120-130. Giá thì có. Có mấy đấy? Thôi, có ấy này rồi. Dẹp sáp này. Dẹp sáp thì chú dùng cái thằng hoạt chất A3 màu tím cũng được. Thằng này cho sầu riêng này ngon. Vâng, thằng nhện nó thì phải chuyên dụng của nó chứ còn
còn còn công công sau đó công công chung một mình nó thì như thằng này diệt nhẹ không không bao giờ chết được. Đây này thì nó có ghi này, nhưng mà một mình nó không bao giờ diệt được. Luôn. Còn đẹp sát với thằng này chuyên dụng. Nhưng mà mình đẹp sát thì thằng cà phê thì chú về phải về lựa lựa cho thằng nào mà nó cộng chung á, nó đỡ tiền hơn. Chứ còn xịt xịt riêng từng thằng một cộng lại nhiều tiền lắm. Thằng nào diệt thằng giá anh? Thằng giá là thằng nào? Xịt cho tiêu á. Đâu? Hai phi. Thằng này là một chai là một phi à? Hai phi. Một chai hai phi à? Thằng này là phút kỳ sâu. Tốt lắm đó. Nhiều người nguồn tốt. Bao tiền một chai? 107. 107 một chai à? Xịt cho tiêu. Có. Đấy. Không có vừa đây đâu chứ. Em ấy lấy nhỉ. Bi 58 giờ. Bi 58 có không? Có, đây. Đây. Đi đập tắm cho cà phê thì mặn đấy. Mà đồng, thằng tiêu thì nó nóng quá. Nóng thằng tiêu chắc thằng này. Hả? Phun cái này mà khủng quá. Đi đập tắm đây. Chỉ có phun cho cà phê thôi. Rồi thằng tiêu này ok đúng không? Ok, khi mát bụng rồi. Rồi ok, em lấy chai này về xịt cho tiêu. Cái loại này gì? Khi mát bụng không ảnh hưởng hết. Đầu ngón tay mát. Mát bụng. Con người đưa ra thì thôi. Cậu cậu biết trong táo là nóng, thuốc nóng nè. Vâng. Thì thuốc nóng. Có một thùng biết trong táo. Nhiều người dùng lắm chứ. Cà phê. Nó thùng 40 chai. Biết rồi. Mua rồi rồi. Thuốc không có hướng dẫn có mặt rồi đó. Thuốc có. Thuốc có rồi. Rồi gì đó. Thằng nào diệt cỏ chai hiệu quả anh? Chai. Không phải. Đây có lưu dẫn. Cái này cái thằng diệt cỏ chai á. Cỏ chai đây 24D. 24D à? Ủa thằng đấy độc lắm. 24D khiếp lắm. Khiếp lắm. Mùi nặng. Chất độc là cao. Đau hoàng. 24D không chơi được. Thằng Amino này bao tiền chai không? 195 à? Eo ơi, cao thế. Cái thằng này năm ngoái mình mua có 140 giờ năm 195. Mấy? 195. Bữa nay à? Bữa nay 195. Kinh hồn. Năm ngoái mình mua cái này chứ? Thằng này ngày xưa hôm bữa năm ngoái mình mua có 100. 136 giờ. Mấy? Úc chứ. Thằng Úc. 100 ngày năm ngoái mình mua 140. Mà thế đó năm nay lên tới 195. Amino cao thế. Bo còn bo đâu? Bo sữa đặc á. Bo sữa.
lấy cái cây bút để đi ghi thuốc cỏ nè. Thì hôm nay tham khảo giá. Amino có rồi thì rồi. Bò sữa bao tiền cho anh? Bò sữa đâu? À, bò sữa phun cà phê à? Bò cà phê, đúng rồi. Đâu? Thằng bò sữa đâu anh? Em xem nào. Có loại chai lớn không? Chai lít không? Đây bao tiền cho anh? Quầy. 70k. Ra quầy không nhớ. Trăm mấy á? Cái này calibo. Nếu mà cà phê á mà chú giật dày dẹp á, chú cứ chơi cái thằng có cái B58 nữa, cái hoạt chất abapectin á là được. Nó hơi nóng một chút nhưng mà đối với tiêu thì không được. Tiêu cà phê thì vô tư, tiêu cà phê thì thoải mái. Lấy cái này thay thế vua ra dẹp được rồi. Giá như thế nào? Bằng không? Quầy, chắc không ngang vậy. Cái gì đây? Vua dày dẹp à? Vua sâu dày. Vua sâu dày này thua vua dày dẹp đấy hả? Vua sâu dày đánh lúc này thì vào máy đánh ra. Là khi máy đánh không được. Là nhìn. Cái này là nhìn cái gì đây? Chùm nhận. Nó cái chùm nhận này. Chùm nhận đây. Máy mới đánh ra được. Số lượng sao được? Số lượng ra máy này. Đây bao nhiêu chai ở đây rồi? Chưa, để đang tính. Đang tính để có biết bao nhiêu tiền này chứ. Cũng nhiều đấy. Không được mua nhiều là tiền này cứ bà nào cứ gọi alo chuyển khoản máy mệt đến đâu. Chuyển khoản cái gì đâu. Đây cũng siêu nhện này, nắm nhện này. Nắm công ty. Nhện này với nhện kia thằng nào rẻ tiền hơn? Cái này rẻ hơn này. Cái này dưới này đắt hơn. Đắt cái hộp. Giờ có lấy 4 can thôi. Giờ có lại nào hả? Cùng 4 can thôi, đánh đầu trâu. Là 4 can à? Cùng 4 can. Đầu trâu tốt đấy. Đánh với đầu trâu đi. 4 can là một thùng đấy. Là một thùng đầu trâu. Siêu đại bàng.
Đại bằng lửa nữa có được không? Đại bằng lửa chỉ có rầy, có rầy xanh thôi, đúng không? Chị rầy xanh là ok thôi. Sang đây thì quá nhiều luôn. Đây này chưa có nhện như là vua. Chú sâu thầy cầm nhện. Nhện nó là sầu riêng đúng không? Ừ. Rồi con rầy xanh thì chú chỉ đại bằng lửa này cho cháu. Hai thằng đúng rồi. Đó hai thằng đó là sầu riêng là ok rồi. Đó hai thằng này là kết hợp với lại với nhau là diệt mẹ sầu riêng coi như là dày đẹp là xong rồi đó. Còn còn thằng bệnh đó. Còn thằng bò, thằng bò. Thằng bò, thằng bò sữa ở đây hơn 100.000 một phi cơ. Trái hai phi à? Đây là bò nó, bò loại nào? Calibor. Calibor này bò thành tốt này. Chống dùng quả nuôi quả. Bữa nay rụng gì nữa rụng hết rồi. Bò cho sầu cho cà phê á. Cái là siêu bò á. Cái là bò sữa được, cho thằng bò sữa cho rẻ tiền. Cà phê à? Hả? Cà phê à? Cà phê, cứ bò bò sữa cũng được. Cà sữa, bò sữa là bò phải cái loại là 1 lít chứ. Nửa lít cái này thể tích nửa lít. Cái chai hôm bữa cháu đưa cho chú mới là 1 lít. Siêu đầu trái chống rụng bữa nay. Cái thằng bò sữa, thằng bò sữa ở nhà cháu vẫn còn. Bò sữa phun cho cà phê được hay? Được. Về lấy cho quả cháu lấy cho nó rẻ. Có trụng con sâu rồi. Vâng. Lấy gì nữa mà? Thằng chú rồi. Lấy cái thằng nấm cho sầu riêng nữa. Mang có giấy mang taxi hay đúng rồi. Trụng chung. Hai loại trụng chung. Đấy, đúng rồi. Chú lấy đúng rồi. Hồi trước mua mà nhiều quá nó bị sang mà. Nhà còn không? Ở nhà còn mang con jet không? Hết thì mua mang con jet mang taxi trộm chung. Vậy thôi. Lấy số lượng nhiều mà. Mang con jet mang taxi hả? Dạ. Cái này chỉ mới đỏ này. Thằng này là 800 lít. Ờ, truyền thống hồi xưa giờ là cho bò. Cái này là cà phê đẹp này. Cà phê à? Ờ, đẹp lắm. Cái này là bò ốc à? Ừ. Thằng này bao nhiêu ký? Một bò ốc đó. Măn xanh. Măn xanh hết. Măn bình đó mà. Cái này sao đặt lên gió luôn. À, 1 ký à? 1 ký chứ. 1 ký. Măn xanh 1 ký. Còn 25 luôn. Cái này phun một cái này là hơi bị nhiều đó em, dùng cả năm không hết đấy nè. Cái này 1 ký một bồn 300 lít này là mình cho một bì này, nhưng mà đổ vào nó cũng đỡ bình lắm, mấy cậu sống lại luôn, kể cả chỗ đổ gốc vẫn được mà. Đấy, đổ gốc đó, đổ gốc được. Đây là chưa nắm bệnh đấy. Đây đây thì nắm đây, nắm bệnh đấy là chỉ dùng thằng này thôi, kết hợp với thằng này này, Matashi này. Đó. Cái này hai này mà phun vô cây á, cũng xanh nó. Xanh không? Xanh. Ừ. Trước dùng nói phun hai cái thứ này về phun nó xanh liền hết cả. Xanh liền đúng không? Ừ. Xanh cả trái luôn. Ừ. Nhưng mà trái cần thu hoạch được có phun. Ừ. Mà nó dính vào trong trái trong kẽ. Trong kẽ. Họ không mua luôn. Không.
khung cái vi lượng combi vô lăng xanh. Bán được. Combi vi lượng á? Ừ. Cái hàm lượng magie cao là trái là xanh. Nó xanh. Nó xanh trái. Mà hai cái cây to của chú không xanh đấy, vàng. Dao bò. Bởi vì nó ít khung lên này. Không, nhưng mà cái cây sầu... cây nó để ăn là chủ yếu. Nhưng mà cây sầu riêng mà da bò thì chú cứ xin kiểu gì nó cũng da bò thôi. Chứ không bao giờ xanh được đâu. Cái giống cái... cây sầu giống sầu riêng nó vậy mà. Còn cái lớp xanh này nó thuần xanh hết đi. Mà trái nào ra nó cao hết rồi, chắc được là tắn thôi, coi nhiều đâu, không đủ tiền thuốc cho nó. Tắn cho ngon rồi. Đấy. Tắn là ngon rồi. Tắn là còn bao nhiêu trái à? 300 trái đi. 300 trái. 300 trái thì có khách đây. Như bữa trước à? Như bữa trước mà không được. Nó to bà nào được, bữa nay còn rồi. Vài để chuyển hoa. Bỏ xuống đây một chỗ luôn nè. Nhưng mà sầu riêng là không xịt được thằng đó đâu. Sầu riêng nó chỉ xịt thằng này được nè. Có sữa thôi bà. Có sữa thôi. Sầu riêng là xịt là nhẹ thôi bà. Nhẹ hơn. Làm ra bên đây thùng lấy có sữa nữa. Hết chưa?